chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Lên hỏi sao trên trời sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Đã trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ tha ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng. Anh ngước lên hỏi.
hỏi sao trên trời sao lâu lay sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta cho nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai để khi nắng lên ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao. Cảm ơn các bạn, các bạn đang xem con gì anh Zuma cùng bạn thân thể những cái bạn thân thương nhất của tôi xin mời anh Tư và anh Hồng trân trọng và kính mến. Trở về với những khoảnh khắc yêu thương mà quý vị đang dành cho đôi sự mới hôm nay, thì ngày đầu tiên cho phép MC Bích Tình xin được hân hoan và trân trọng đặc biệt đỡ đời cho gia đình ông bà Hoàng Quang Anh, nên những người cha, người mẹ của cô dâu Ánh Hồng trong buổi sớm mai ngày hôm nay. Trước tiên xin cảm ơn tới tất cả những tình cảm đặc biệt yêu thương đó là thương con và mến cháu của các cụ ông cụ bà, các bậc cha mẹ, cô dì chú bác tới từ gia đình đồng tộc và ngoại tộc của hai bên. Bên cạnh đó cũng không quên thay đời cho đôi xuân mới, xin được cảm ơn tới sự hiện diện của những người bạn thân thương, trong đó cũng có những người bạn học và những người bạn đồng nghiệp của đôi xuân mới. Chúng ta đều nhận được lời mời của hai bên gia đình, nhận được cánh thiệp hồng mừng hạnh phúc chúc từ nay đã không còn ngại những dặm đường xa xôi, đang công tác, học tập, lao động và làm việc trên khắp những đầu đường của quê mẹ mến yêu. Quý vị đã trở về đây với tất cả tấm chân tình của mình, cùng chung một mục đích và một lý do trang trọng nhất, đó là cùng chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc cho đôi xuân mới. Vấn đề cảm tạ này, tất cả những tình cảm đặc biệt yêu thương và chân thành nhất này, chúng tôi mong muốn rằng quý vị hãy cùng dành những cặp mắt yêu thương nhất của mình trở về với lại hai vì sao tinh tú và đẹp nhất của hôn trường bóng cưới gia đình ngày hôm nay. Xin mời tân chú rể, vâng anh Tuyên cùng cô dâu Ánh Hồng, đôi xin mời chúng ta hãy cùng khởi thân đứng dậy đạp. Và hai bạn chúng ta hãy cùng nắm tay nhau thật chặt, xin phép được tiến về phía chính giữa của khu vực sân khấu của gia đình đạp. Xin mời đôi xin mời ạ. Và cũng xin thưa với quý vị rằng đây chính là hai nhân vật chính của ngày hạnh phúc hôm nay. Đúng lẽ ra thì đôi xuân mới của chúng tôi sẽ quyết đây, họ phải tới với đại từng bàn, họ phải tới với từng người để gửi tới quý vị một lời cảm ơn chân thành nhất. Nhưng quý vị cũng biết rằng vì điều kiện sân khấu gia đình nhà gái hôm nay cũng có phần giới hạn, vì vậy mạn phép cho đôi xuân mới được nắm tay nhau thật chặt, được cả cúi đầu thật sâu để gửi tới quý vị một lời cảm ơn chân thành nhất. Và quý vị chúng ta cũng không quên chúc phúc cho đôi xuân mới với một tràng vào tay thật to, thật lung nhiệt, được vang lên ạ. Xin trân trọng cảm ơn đôi xuân mới rất nhiều. Xin mời hai bạn trở về với ghế hạnh phúc của mình nào. Xin cảm ơn những tràng pháo tay rất là mát mà quý vị đã cùng vang lên để chúc mừng hạnh phúc cho anh Tuyên và anh Hồng trong buổi sớm mai ngày hôm nay. Chính thức trở về với những khoảnh khắc yêu thương, với câu chuyện tình nhà trong năm mà quý vị cũng không dễ gì mà chúng ta có thể tìm được trong mình đến một ý trung nhân. Và ngày hôm nay đây, quý vị cũng thấy rằng khi mà anh Tuyên có được học tập, lao động, làm việc, họ đã gặp nhau, rồi họ đã trao cho nhau đó là ánh mắt và nụ cười. Họ cùng dắt tay nhau về, cùng thư chuyện với mẹ cha của hai bên gia đình, và đã nhận được sự đồng lòng đẹp ý của cha mẹ hai bên. Về phía mình đang rất hân hạnh và vui mừng để cùng với người con gái yêu của mình đó là Ánh Hồng được long trọng đón tiếp sự hiện diện của quan viên hai nhà bốn họ, được đón tiếp những người bạn thân thương, những bạn học, những người bạn 14 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Vâng, được sự đồng lòng đẹp ý của cha mẹ hai bên, quyền địa phương nhân dân và ngà xã Kim Bình đã giới thiệu, và chính quyền xã Quang Thiện đã cấp đăng ký kết hôn cho đôi xuân mới và để giữ chọn đời hẹn bà. Kính thưa họ nhà gái và kính thưa toàn thể quan viên hai họ, được sự ủy quyền của chị tôi và trong họ, tôi đại diện cho họ nhà trai có lời chào và lời chúc sức khỏe. Và để thực hiện cho việc giao lưu, tôi xin trân trọng giới thiệu họ của chúng tôi gồm có bà Nguyên là mẹ của cháu Tuyên, và toàn là các cụ, các ông, các bà, rồi các bác, rồi các cô, các dì, và các anh, các chị và bạn bè của các cháu.
Xin phép lời đầu tiên thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin kính chào tất cả các cụ, các ông, các bà trong phái đoàn họ nhà trai có mặt ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai dòng họ, được sự tìm hiểu của hai cháu, được cái sự thống nhất của hai gia đình, và hôm nay hai gia đình đã thống nhất tổ chức cái buổi lễ ăn hỏi cho các cháu. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị đại biểu họ nhà trai. Thành phần họ nhà gái chúng tôi hôm nay có đông đủ các ông, các bà cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ của các cháu có mặt trong cái buổi đi chầu cho hai cháu ngày hôm nay. Và quan trọng nhất là bố mẹ của hai cháu, của cháu Hồng là ông bà Quang, hôm nay như vậy là cũng có cha bác anh em bạn bè cùng hai dòng họ có sự hiện diện tại cái sân khấu hôm nay để tiếp đón các cụ công các bà họ nhà trai. Xin lễ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa họ nhà gái và kính thưa toàn thể con dân hay ho. Qua sự tìm hiểu của cháu Tuyên và cháu Hồng, trong thời gian dài nay đã chín mồi, được sự đồng ý của bà Nguyên và ông bà Quang và trong hai dòng họ, và được sự chuẩn ý của ủy ban hai xã Quang Thiện và Kim Định, hôm nay gia đình nhà bà Nguyên có cơ chầu trước mắt đến kính tổ sau để làm lễ nhân cho các cháu. Và tôi xin họ nhà gái chấp nhận cơ chầu của chúng tôi, và cơ chầu của chúng tôi gồm có, tôi xin nhờ anh MC giới thiệu thôi. Xin đại diện cảm ơn phiên đại diện cho sân tộc và dòng họ gia đình nhà trai rất là nhiều. Quay trở về với cái đề phát biểu của phiên đại diện đã bên đại biểu xin gửi của gia đình nhà trai, ông cũng xin bà phép một lần nữa được gửi tới quý vị khách quý một lời chào. Một lời kính chúc cho khỏe đầu xuân mới 2020 dương lịch. Ông chúc quý vị luôn được an khang, mạnh khỏe và thịnh vượng. Quay trở về với những lễ vật trang trọng được gia đình nhà trai vẫn đang chuẩn bị cũng rất là chú đáo và đủ đầy hôm nay. Quý vị chúng ta hãy dành những cặp mắt yêu thương nhất của mình cùng hướng về với nghi thức ăn hỏi hôm nay. Trở về với nghi thức ăn hỏi này, quý vị đang chứng kiến có năm quả khen sẽ đại diện cho nghi thức ăn hỏi dành cho anh Tuyên và anh Hồng. Ta hãy chọn lấy bụng non, mà chọn chầu thì chúng ta hãy chọn một trong hai lá chầu. Mà chầu này sánh với câu non đẹp duyên nhân phận, đó chính là đẹp tình đôi ta. Còn là quý vị biết rằng là biểu tượng của vâng cây thâu và dây chầu, thì quý vị thấy rằng đây là một loài cây được những người dân tộc Việt Nam chúng ta rất là trân trọng. Tại vì ngày xưa thì mỗi một gia đình trước hiên của gia đình thường là cái một cây câu, mà cây câu đây nó là biểu tượng cho một người đàn ông luôn đứng và che chở cho người phụ nữ, cho dù là phong ba hay là bão táp cũng không thể vượt cửa được. Còn người phụ nữ ở đây đó chính là những dây chầu. Quý vị thấy rằng là với những dây chầu thì luôn quấn lấy thân câu, và biểu tượng chầu và câu nó thể hiện sự quyền luyện hạnh phúc dành cho đôi duyên mới anh Tuyên và anh Hồng. Nhưng với quý vị, những ai đã được tận hưởng qua những miếng chầu, miếng câu này thì quý vị thấy nó có rất nhiều những mùi vị, đặc biệt có những mùi vị chính đó là đắng, cay, ngọt, bùi. Nhưng quý vị càng tận hưởng miếng câu, miếng chầu này, quý vị sẽ cảm nhận được tất cả tình cảm trong cuộc sống hạnh phúc sẽ dành cho mỗi con người chúng ta. Và với lễ vật câu và chầu này, nó mở đầu cho tất cả các câu chuyện vui, các câu chuyện đại hỷ của những người con dân tộc Việt Nam chúng ta. Và với biểu tượng chầu câu, đó là quả khen đầu tiên quý vị đang được chứng kiến rất đủ đầy và trang trọng. Còn quay trở về với lễ vật thứ hai như quý vị đang được chứng kiến đây, đó là chè, thuốc và rượu. Với lễ vật này là để kính nhớ đêm ơn trên với những người đã từng đặt những viên gạch đỏ, với những sợi chỉ hồng để cho những người con, người cháu của mình mong muốn được bình an, bước đến bên bờ hạnh phúc và tình yêu. Thì chắc hẳn với lễ vật này trong ít phút nữa thôi sẽ được hai bên gia đình nhà trai, nhà gái chuyển vào phía gian phòng gia đình nhà song để làm lễ tạ gia tiên. Và cùng với lễ vật thứ ba, những quý vị đang được chứng kiến đầy những tháp nước hạnh phúc và tình yêu. Trong một đời tình yêu thì cần phải có được tình yêu ngọt ngào nhất, và với tháp nước này sẽ tưới đắp cho hạnh phúc và tình yêu đến với anh Tuyên và anh Hồng. Và ngoài ba lễ vật này thì quý vị còn được chứng kiến thêm hai lễ vật cũng rất trân trọng, đó là hai tháp bánh dày hay gọi là bánh dẻo, nhưng với người xưa thì vẫn gọi đây là hai tầng bánh rất là đặc biệt, đó là bánh su xê hay tầng bánh dành riêng cho những chàng trai, cô gái khi bước vào ngưỡng cửa hạnh phúc của cuộc đời. Thoáng nhìn thì quý vị thấy những tầng bánh này được làm bằng hình vuông, ở đây hình vuông nó đã tượng trưng cho đất, còn với những bánh bên trong nó là hình tròn.
với những màu sắc trắng trong, với các hương vị ngọt ngào, dẻo dai, giống như trong cuộc sống đôi duyên mới chúng ta cần phải có phần hạnh phúc để mới bước đến được bên bờ hạnh phúc và tình yêu. Và tất cả những lễ vật trang trọng này đã được gia đình nhà trai quý vị thấy chuẩn bị cũng rất là trang trọng, đủ đầy, chu đáo. Và chắc hẳn để đáp lại tình cảm của phía bên gia đình nhà trai hôm nay thì phía bên gia đình nhà gái cũng mong muốn được có đôi lời phát biểu ý kiến về lễ vật này. Xin trân trọng kính mời vị đại diện cho bên gia tộc dòng họ gia đình nhà gái sẽ cùng có đôi lời phát biểu. Một tràng pháo tay nữa cũng thật ấm áp để chào đón vị đại diện hôm nay ạ. Hai dòng họ hôm nay thật vui mừng và hạnh phúc cho hai gia đình, hai con của hai gia đình lớn đã đến tuổi trưởng thành. Sau quá trình tìm hiểu và đi đến thống nhất, hai cháu xây dựng hạnh phúc trăm lòng với nhau. Được sự thống nhất của hai gia đình, họ nhà trai hôm và họ nhà gái, thì hôm nay gia đình họ nhà trai có cơ chầu lên đặt vấn đề và xin đi chầu cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin nhận cái lễ đi chầu của họ nhà trai ngày hôm nay đã dành cho họ gái chúng tôi. Xin cảm ơn. Qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh cũng muốn vui với bà. Kính thưa họ nhà gái và kính thưa toàn thể con gái hay ho. Trước cái lễ xin để làm lễ thành hôn cho các cháu, gia đình nhà bà Nguyên thì có cái lễ độc tài. Và cái lễ độc tài trong đó có 5.150.000. Và tôi xin nói luôn là thôi thì đúng là một năm thì chọn đến một tháng thì chọn đến một ngày. Và hôm nay là ngày 9, là ngày tháng tốt thì gia đình nhà bà Nguyên thì tôi xin với này gia đình họ nhà gái cho tôi là được xin cưới để tổ chức tiếp trong ngày hôm nay. Và chúng tôi xin nói luôn là hôm nay đúng là 1 giờ hơn là chúng tôi ở nhà đi và 2 giờ kém chúng tôi xin cháu về tại gia đình nhà bà Nguyên tại số 13 xã Quang Thiện, huyện Tiên Yên, Ninh Bình để làm lễ thành hôn cho các cháu ạ. Quý vị biết rằng là hiện nay thì phần lễ vật của gia đình nhà trai chúng tôi thì cũng có phần cau, rượu, chè và mấy món ăn trong đây thì như vị đại diện cho bên là gia tộc dòng họ gia đình nhà trai cũng đã. Công các bà cùng toàn thể các bạn trẻ hôm nay trong buổi lễ ăn hỏi của cha gia đình họ nhà trai và họ nhà gái thì chúng ta đã tổ chức làm trọn vẹn. Và tiếp theo chương trình thì gia đình họ nhà trai cũng có lễ xin cưới để về trong ngày hôm nay để về tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Để xin thay mặt cho gia đình ông bà ông Quang và họ nhà gái, chúng tôi xin tiếp nhận cái lễ xin cưới của gia đình họ nhà trai hôm nay. Xin cảm ơn. Anh tim luôn thấu hiểu em, làm vợ anh nhé, anh sẽ
làm vợ anh nhé. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu, vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi cùng
thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Qua sự tìm hiểu của cháu Tuyên và cháu Hồng, được sự đồng ý của bà Nguyên và ông bà Hồng Quang và trong hai dòng họ, hôm nay hai gia đình đúng là một năm thì chọn lấy một tháng thì chọn lấy một ngày thì chọn lấy một giờ, đúng là hai giờ kém. Gia đình bà Nguyên có cưới chầu để xin cháu về để làm lễ thành hôn cho các cháu. Được chưa? Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn từ những chàng phát thanh cũng rất ấm áp và tuyệt vời. Mời quý vị chúng ta đã cùng vâng lên để chúc mừng cho đôi lời phát biểu cũng rất là mộc mạc và phần học đến từ một vị đại diện trong dân tộc và dòng họ và dòng của sự nghệ xoay. Quay trở về với những lời phát biểu của vị đại diện bên là đại biểu của sự nghệ xoay hôm nay. Lần đầu tiên ông cũng đã tự giới thiệu về mình. Ông nhận được lời mời cùng với cái tiệp hồng một ngày thấp suốt từ nay. Ông đã trở về bên đại biểu của gia đình nhà trai. Về bên gia đình nhà trai, ông còn nhận một nhiệm vụ cũng hết sức cao cả mà dòng họ mày ẩm của gia đình đã giao cho, đó là dẫn dắt phái đoàn đặc biệt trở về đây. Và trở về đây rồi thì trong điểm đón tiếp hoan hỉ nồng ẩm của phía bên gia đình nhà gái, ông mạn phép xin được gửi lời chào, gửi lời kính chúc cho khỏe tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bậc cha mẹ, có gì chú bác tới từ bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái. Bên cạnh đó, ông cũng xin phép được giới thiệu sơ qua về lễ vật trang trọng được gia đình nhà trai chuẩn bị cũng rất là chu đáo và trang trọng trong buổi vâng đại đến vô quy trọng đại chúc phúc cho hai cháu hôm nay. Và để đáp lại những tình cảm đặc biệt yêu thương chân thành này, cũng xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà trai chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy, đó là người mẹ thân thương của vâng chú rể, hãy cùng khởi thân đứng dậy để cùng mở nắp vâng lễ vật của gia đình hôm nay ạ. Mà đất lễ vật đặc biệt trân trọng này nên là cùng hướng về phía dưới sân khấu đi ạ. Vâng, quý vị ông trưởng có thể dành một tràng tay thật to trong buổi này ạ. Xin cảm ơn mẹ rất là nhiều. Phụ công các bà trong hai dòng họ cùng toàn thể các bạn trẻ trong hội hôn. Hôm nay là ngày vui trọng đại của hai cháu. Được cái sự tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của hai bên gia đình, đồng thời cũng được cái sự vun đắp của hai dòng họ. Và hôm nay chính thức hai cháu ngày hôm nay đã lên vợ lên chồng, được chính quyền hai xã Quang Thiện và Kim Định chuẩn y. Trong cái niềm vui phấn khởi này, hôm nay hai gia đình có tổ chức cái buổi liên hoan tân hôn cho các cháu. Gia đình nhà trai đã có cái cơ chầu lên đây xin cháu về làm râu và tổ chức hôn lễ tại gia đình họ nhà trai. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận cái lễ của gia đình họ nhà trai hôm nay. Xin cảm ơn. Bất đại diện của mình đã ôm đào hoa thi thảm đấy ạ. Với gia đình chúng ta hãy cùng ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt yêu thương tuyệt vời nhất này với một tràng pháo tay thật to, thật đồng đinh nhiên để chúc phúc cho chú rể hôm nay ạ. Xin được cảm ơn tới hai vị đại diện.
Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì trong ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, anh sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có chúc bác luôn có sức khỏe sâu và chẳng có thể làm hát để chúc phúc cho gia đình nhà. Đưa con cái này hò. Tôi đại diện cho thầy trai xin kính mời các cụ, không tất cả các cụ nhìn chú bác và bạn bè các cụ tập đứa con nhà gái sẽ về bài hút trường để bài hút hai sau lại nhân gọi tên em đi. Hôn của hai cháu cái chuyện này. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau này mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập
trong tình yêu mình chia sớt bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới, đám cưới em là cô dâu, đám cưới chủ rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Trân trọng giới thiệu hai bông hồng đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong trường phòng cưới, đó chính là chú rể anh Tuyên. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và xin mời chú rể cô dâu hai em vừa xuống. Lần đầu tiên, chúng tôi rất được vui mừng hân hoan ngày hôm nay được đón tiếp quý vị đại biểu khách quý, các chị cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ. Chúng ta đã trở về trên khắp mọi nẻo đường tổ quốc Việt Nam ngày hôm nay, cũng đã hội tụ về đây để dự ngày cưới đặc biệt của chú rể anh Tuyên. Và đám cưới của các bạn trẻ chúng ta hôm nay đã được tổ chức và diễn ra, được tổ chức tại tư gia phòng cưới của gia đình họ nhà trai, tức là gia đình bà Nguyên, là bố mẹ thân sinh ra, đặc biệt là người mẹ của chú rể vâng anh Tuyên của chúng ta. Đám cưới của hai em hôm nay đã được diễn ra của quê hương xã Quang Thiên, Kim Sơn, Ninh Bình. Xin được thay lời cho gia đình và đôi chú mới cùng với anh em ban nhạc Hương Quê Kim Sơn, chúng tôi xin được thành kính gửi tới toàn thể quý vị khách quý quan viên hai họ lời kính chúc sức khỏe thân thương và lời chào mừng trang trọng nhất.
cũng có ngày đâm quả, trái trên cành rồi cũng có ngày sẽ chín. Và tình yêu cũng thế, khi tình yêu đến, hai trái tim đã tự đập tìm về với nhau. Và sau cái lần gặp gỡ đầu tiên của chàng trai anh Tuyên quê hương Quang Thiện và cô gái Bảo Trang và chú rể anh Tuyên hỏi, cô dâu anh Hồng đã mỉm cười nói rằng: anh Tuyên ơi, Vườn Hồng có một nhà để ta chung cất lời ca, cùng em hạnh phúc một nhà bên nhau. Bảo rằng: anh Tuyên ơi, ngày hôm nay nhìn anh phong độ tôn tú rất là đẹp trai, ước gì em đã được hạnh phúc sống mãi một nhà anh ơi. Và hôm nay chúng mình đã được chính thức hạnh phúc nên đôi. Chúc tài con lòng con buồn đằng trước, rồi con này quay lượt vòng đằng sau. Kính thưa quý vị khách quý, và ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2020. Cùng ngày để anh Tuyên được sánh duyên cùng với cô dâu Ánh Hồng buổi chiều nay xin được chính thức bắt đầu. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lồng nhiệt lớn để chúc mừng cho đám cưới đẹp nhất của em ngày hôm nay. Kính thưa các cô, và ngày hôm nay về dự với ngày đám cưới đẹp nhất của chú rể anh Tuyên và cô dâu anh Hồng, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu và được chào mừng với sự hiện diện yêu ái của quý vị đại biểu khách quý quan viên hai họ cùng quý vị quan khách anh chị bạn bè nam thanh tú của chú rể cô dâu. Vâng, sự có mặt đông đủ của quý vị khách quý ngày hôm nay thật là một niềm vinh hạnh đến với hai bên gia đình, và đặc biệt thêm phần hạnh phúc cho chú rể anh Tuyên và cô dâu anh Hồng trong buổi chiều hôm nay. Vậy tôi xin được kính mời toàn thể quan viên họ chúng ta nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa để chào mừng đoàn đại biểu của hai dòng họ. Cô dâu anh Hồng, hai em sẽ chính thức đứng dậy và hai chiếc nhẫn cưới này sẽ để làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy của chú rể anh Tuyên sẽ trao sáng lên một gia đình mới. Và chúng tôi xin được cầu chúc cho tình yêu của chú rể anh Tuyên. Đỡ tay nhẹ nhẹ ngón tay của cô dâu lên và đeo chiếc nhẫn xinh đẹp này vào tay của cô dâu anh Hồng. Vâng, để chúc mừng cho chiếc nhẫn cưới xinh đẹp này gửi gắm tình yêu và lòng chung thủy gắn bó keo sơn bền chặt tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, và chiếc nhẫn thứ hai xin mời cô dâu anh Hồng sẽ đeo vào ngón tay trỏ tuyệt vời của chú rể anh Tuyên của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị khách quý, chúng ta đang được chứng kiến những giây phút thiêng liêng đẹp nhất trong ngày cưới của chú rể vâng anh Tuyên và cô dâu anh Hồng. Và ngày hôm nay chúng ta đang được chứng kiến những tòa tháp ly rượu sông manh, những chiếc bánh kem không thể thiếu được trong những ngày cưới tuyệt vời của những đôi trai tài gái sắc. Và đặc biệt là những chiếc bánh kem đó đã được chúng tôi bố trí trong ngày cưới đặc biệt của chú rể anh Tuyên và cô dâu. Xin quý vị khách quý, ba tầng bánh kem hôm nay gồm có 3 phần, đốt lên những ngọn nến lung linh và ước nguyện cho ngày đẹp nhất tình yêu của các bạn trẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị khách quý, và ngọn nến đầu tiên đã được chú rể anh Tuyên của chúng ta đã thắp sáng lên rồi. Vâng, những chiếc bánh kem tượng trưng cho màu sắc của màu hồng luôn tượng trưng cho tình yêu của những đôi lứa. Và chúng ta đã được chứng kiến ngọn nến lung linh thứ hai đã sáng lên gợi nhớ tình yêu hạnh phúc rất đẹp. Và ngọn nến thứ ba đã được chú rể và cô dâu cùng thắp lên. Và bây giờ xin mời hai em sẽ cầm nến chiếc dao để cắt bánh tầng bánh dưới cùng ạ. Kính thưa quý vị, tầng bánh dưới cùng này xin mời em sẽ cắt bánh ra và gửi gắm vào tình yêu đặc biệt cho những bậc sinh thành đã dày cưng vun đắp cho tình yêu của hai em được hạnh phúc ngày hôm nay. Và tầng bánh thứ hai xin mời chú rể cô dâu sẽ cắt bánh tầng bánh thứ hai. Tầng bánh thứ hai này chúng ta dành riêng cho mối tình thông gia hai nhà như một. Và tầng bánh trên cùng tuy rất nhỏ bé quý vị ạ, nhưng chứa đựng rất nhiều những tình cảm, tình yêu ngọt ngào của chú rể anh Tuyên và anh Hồng đang dành cho nhau. Vâng, xin mời em sẽ cắt bánh trên cùng ạ. Chúng ta đang được chứng kiến những giây phút rất là thiêng liêng và sinh động đúng không ạ? Thưa quý vị khách quý, tôi có thể nói rằng cho dù đi đến nơi đâu, chú rể anh Tuyên và cô dâu anh Hồng cũng không thể quên được. Khách quý, và giờ đây để đỡ lên, để rót lên bậc cao nhất của tình yêu ngày hôm nay,
xin quý vị, chúng ta sẽ ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng đẹp biến, những giọt rượu và hồng đang ùa theo những dòng suối nhỏ để chạy về với đại dương bao la của tình yêu, cùng với sự sức sôi của tuổi thanh xuân mà ngày hôm nay đôi bạn trẻ đang dành cho nhau rất nhiều những tình cảm ngọt ngào. Xin mời chúng ta cùng nâng rượu lên và quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật đông nhiệt ạ. Vâng, cho những ly rượu song banh đẹp nhất của chủ thể và cô dâu hôm nay. Giao môi của mình trước rồi. Và giờ đây xin mời hai em cùng nâng cao tay lên để rót điện bạc cao nhất của ban tổ chức đài quê hương mừng 64 sau phương tiện ngày hôm nay chỉ có trong áo cưới của chú rể anh Quyền và cô dâu anh Hồng. Xin mời quý vị chúng ta đang được chứng kiến những giây phút tình yêu đẹp sau hạnh phúc tuyệt vời của chú rể anh Quyền. Con xin mời chú rể cô dâu hãy nâng chén rượu nồng, tình trạng ý nghĩa bất đồng sắc son. Xin mời chú rể anh Quyền và anh Hồng cùng nâng ly rượu ra mời. Tôi đến 1, 2, 3, xin mời chú rể cô dâu cùng với là 1, 2, 3, xin mời chú rể cô dâu. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa. Vâng, xin được chân thành cảm ơn hai em. Xin mời chú rể cô dâu hai em trở về. Những đã rất nhiệt tình và anh kịp đáp chuyến bay cuối cùng tối qua để ngày hôm nay về dự ngày cưới. Chúc mừng cho đám cưới của hai em chúng ta. Thưa quý vị khách quý và cây organ thứ hai là người nghệ sĩ. Vâng, Túy ca không thể thiếu được anh chống đung tay. Vâng, Đức Tình. Và ngày hôm nay có hai ca sĩ. Vâng, ca sĩ Vâng Tu Hòa đến từ thành phố Ninh Bình và Hồng Nhung đến từ thị trấn Bình Minh. Và chúng tôi cho phép một lần nữa không thể thiếu được trung tâm ánh sáng tổ chức sự kiện Mạnh Điền. Và tôi là người dẫn chương trình Thanh Đồng. Xin được thay lời cho anh em ban nhạc gửi tới quý vị khách quý lời chúc sức khỏe thân thương và chúc cho chương trình ca nhạc đặc biệt của em chúng ta hôm nay được diễn ra tổ chức thành công rực rỡ để mở đầu cho bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay. Giọng hát rất ngọt ngào của nữ ca sĩ Thu Hòa đã trở về từ thành phố Ninh Bình yêu dấu với một ca khúc tự chọn của mình sẽ mở đầu để chúc mừng cho ngày đám cưới đặc biệt của hẹn chúng ta. Xin mời phép Thu Hòa sẽ gửi tới các quý vị đối quý, các quý ông quý bà của quan viên bốn họ một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và để mở đầu cho trao văn nghệ trong buổi chiều ngày hôm nay cũng như là chúc phúc cho chú rể anh Tuyền và cô dâu anh Hồng, Thu Hòa sẽ gửi tới các quý vị đối quý các khúc Giận Mà Thương. Xin cảm ơn quý vị cùng đón nghe.
vị trưởng đoàn đại diện đặc biệt cho đoàn đại biểu của gia đình họ nhà gái sẽ lên cống đôi lời phát biểu ý kiến và chính thức trao dâu. Xin được trân trọng và kính mời ông. Và xin mời quý vị chúng ta dành một tràng tay thật nồng nhiệt để chào mừng vị trưởng đoàn của gia đình nhà gái ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, công các bà, quan viên hai dòng họ, thưa toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày vui hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Được cái sự tìm hiểu của hai cháu, được sự thống nhất cho phép của hai gia đình, đồng thời cũng được cái sự vun đắp của hai dòng họ, hôm nay hai cháu đã chính thức lên vợ thành chồng và hai gia đình có tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của họ nhà trai dành cho họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay. Về phần cháu Hồng, kể từ ngày hôm nay chính thức làm dâu con của gia đình, các cụ, công, các bà và trong họ, gia đình chúng tôi mong rằng với cái tình cảm của gia đình và trong họ, mong rằng được các cụ, các ông, các bà chỉ bảo cho các cháu và các cháu cố gắng sống phấn đấu làm sao trở thành con dâu hiền của gia đình và là người công dân tốt của xã hội. Cuối cùng, bác xin kính chúc toàn thể hội hôn có một sức khỏe dồi dào và chúc cho hai cháu trọn đời hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu ý kiến qua tấm lòng bao ngọc của vị trưởng đoàn đã đại diện đặc biệt cho đoàn đại biểu của dòng họ gia đình họ nhà gái, và ông đã chính thức phát biểu để trao dâu. Và hôm nay ông xin được chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đông đủ có mặt của quý vị đại biểu khách quý, những người đang có mặt cũng như liên tục hiện diện nơi đây. Và đặc biệt ông xin được chân thành cảm ơn họ trai hôm nay đón cô dâu mới thì còn ai vui bằng. Nhưng mà hôm nay đây ông rất là những lời vấn khởi vui mừng, có lẽ chúng ta cùng nhau liên tục để mà nói ra. Hôm nay hai gia đình thì đã thăm nghĩa thông gia, con cháu các ông các bà và con cháu chúng tôi ngày nay cháu đã lên đôi, có công vun đắp của chúng tôi và có công vun đắp của các ông các bà. Kính thưa quý vị khách quý, vậy là chỉ mới buổi sáng hôm nay thôi, cô dâu anh hồng của chúng ta còn đang ở quê hương xóm 10 xã Kim Bình, được những lời dặn dò của vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà gái, và cho đến giây phút này thì cô dâu anh hồng đã chính thức trở về với quê hương xóm 14 xã Quang Thiện để chính thức cùng với ông bà để mà làm dâu ở nhà. Dù nghỉ đến năm sau nhưng hôm nay cháu đã đích thực làm dâu gia đình. Cháu ơi ghi nhớ đinh ninh giữ lời thảo hiếu để mà làm dâu, giữ sao cho trọn trước sau vẹn toàn. Kính thưa quý vị khách quý, cũng rất ngọt ngào đến từ thị trấn Bình Minh, giọng hát của Hồng Nhung với một ca khúc tự chọn của mình sẽ nối tiếp để chúc mừng cho ngày đám cưới đặc biệt của đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Hồng Nhung trở về hương trường mọi người và chúng ta dành một tràng tay thật nồng nhiệt nữa để chúc mừng giọng hát của Hồng Nhung. Cảm ơn cô bà và cùng các bạn thanh niên đứng đứng là một lời chào trân trọng nhất ạ. Theo anh em đi về,
tôi xin được thay lời cho Hoan chào đón cũng là niềm vui sung sướng tự hào để đón nhận một người con dâu mới. Và hôm nay người mẹ thân thương của chú rể anh Tuyên thật vui sướng nào bằng trong ngày hạnh phúc đặc biệt ngày hôm nay. Vâng, mẹ của hai con được trăm năm hạnh phúc. Và giờ đây xin mời chú rể cô dâu sẽ cùng đứng dậy và chuẩn bị đón nhận món quà thân thương của người mẹ bao năm mày đợi tháng chờ để hôm nay đón nàng dâu mới. Một món quà đặc biệt nữa cho hai con trong ngày cưới đặc biệt này, xin được chân thành cảm ơn. Và chúng ta dành một tràng tay để chúc mừng cho... Chúng ta đang được chứng kiến một món quà đặc biệt vô cùng giá trị của người mẹ vẫn sống đang đeo vào cổ của con dâu và một chiếc nắp vào tay của con dâu của mình nữa. Thưa quý vị khách quý, rất nhiều những món quà đặc biệt này cũng đã được người mẹ của chúng ta chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước. Và hôm nay tổ chức một ngày lễ trọng đại hôn lễ trao quà chúc mừng cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Chúng tôi xin được thay lời đặc biệt cho chú rể cô dâu, chúng con xin chân thành cảm ơn mẹ cùng với hai cháu trở về với hội trường chúc mừng đặc biệt. Vâng, món quà chúc cho chú và em dâu. Tôi xin được quý vị đổ một tràng tay thật đông nhiệt để chào mừng món quà đặc biệt của anh chị Kim Tê. Quả đặc biệt của anh thì đeo vào cho chúng tôi xin được chân thành mừng anh Tuyên của chúng ta. Sau món quà đặc biệt của anh chị Kiên Thêm là món quà đặc biệt của gia đình em trai Tình và em Trang sẽ chuẩn bị quà nên trao quà đặc biệt chúc mừng cho anh. Xin quý vị khách quý, chúng ta được chứng kiến rất nhiều những tam ca đang được biểu diễn trên các kênh truyền hình TV nổi tiếng. Và ngày hôm nay đặc biệt gia đình nhà trai chúng tôi có tam ca, vâng, tam ca áo nam. Và hôm nay vâng, anh trai Cương Thu sẽ lên trao quà đặc biệt, chúc mừng hạnh phúc đặc biệt cho chú rể với cô dâu. Xin mời anh chị ạ. Bác ở nơi xa không có về được cũng gửi quà về nhận hết cho bố mẹ để chúc mừng đặc biệt những món quà đặc biệt cho chú rể với cô dâu của chúng ta. Vâng, một tràng pháo tay thật đồng nhiệt chào mừng những chiếc phong bì đồng nhiệt nữa, chào mừng món quà đặc biệt của vâng cháu Hân, chúc mừng đặc biệt cho chú rể anh Tuyên và cô dâu anh Hồng, một món quà rất đặc biệt giá trị trong ngày cưới đặc biệt hôm nay. Một lần nữa cho các tôi xin được thay lời đặc biệt là cho chú rể anh Tuyên và chúc mừng hạnh phúc cho vâng em ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc, một món quà đặc biệt ạ. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn nữa và xin mời món quà đặc biệt của em trai cô dâu sẽ nên trao quà đặc biệt ạ. Vâng, đã dành thời gian và Ngọc về dự ngày cưới. Vâng, xin mời em để hướng về phía dưới chụp một tấm hình lưu niệm với anh chị trong ngày cưới, chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc rồi. Xin được chân thành cảm ơn em. Chị Nga là món quà của chị Thúy đang chuẩn bị quà nên để trao quà đặc biệt chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Vâng, xin được chân thành cảm ơn chị và mời chị hướng về phía dưới ghi lại một tấm hình lưu niệm với đôi bạn cho chú rể với cô dâu của chúng ta. Xin được chân thành cảm ơn các chị đã dành thời gian và Ngọc về dự ngày cưới. Tuấn Anh được gửi lời chào tới toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Tuấn Anh là một người em, một người bạn với anh Tình. Phải nói là hôm nay chú rể Hồng Tuyên có một người em trai rất là ra gì và lại nó rất là tuyệt vời. Hôm nay đã lo chú đáo cho anh chị một cái không gian rồi cũng như là một ngày cưới rất là trọng đại. Và em cũng thấy rất cảm kích với cái tình cảm đó của anh Tình dành cho anh trai của mình. Và cũng ngày vui của anh chị, xin gửi tới toàn thể hội trường một ca khúc được mang tên Mãi Mãi Một Tình Yêu. Xin mời quý vị và bạn cùng lắng nghe. Xuống trên thành thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa dầm, cho dù nắng cháy vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang cung đàn, những nốt nhạc cho bài ca anh hát.
Xuân canh tí đang về, tràn ngập trên khắp nẻo quê hương. Xuân đang về với bánh chưng xanh, Xuân về cho mai lấy chúc để anh cưới nàng. Để rồi ngày hôm nay nàng về vui với họ hàng mà đâu đâu cũng biết rằng nàng cưới anh. Chú rể của chúng ta đã về bên ấy cùng em mà đâu đâu cũng biết rằng anh cưới nàng. Hôm nay trong anh đã có một mối tình, em về cho dẻo nồi cơm, cho bát canh cải, cho thơm đỗ tình. Có thể nói rằng tình yêu và hạnh phúc của chú rể anh Tuyên và cô dâu anh Hồng đã bao năm nguyện ước bể thề non, ba vuông xanh với bảy tròn thong dong. Chúc hai họ vun trồng cây thúc, chúc cho đôi bạn trẻ được hạnh phúc dài lâu. Nhà trai xin có đôi câu, trước là đáp lễ sau là ông có đôi lời cảm ơn. Xin được trân trọng và được kính mời vị trưởng đoàn đại diện đặc biệt cho đoàn đại biểu của dòng họ nhà trai chúng tôi nên có đôi lời phát biểu ý kiến và chính thức nhận dâu. Xin mời quý vị nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng vị trưởng đoàn của gia đình nhà trai ạ. Các ông các bà và kính thưa quân dân hai họ và kính thưa toàn thể hội hôn, tôi đại diện cho nhà trai xin có lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà và kính thưa quân dân hai họ và toàn thể hội hôn, qua sự tìm hiểu của cháu Tuyên và cháu Hồng được sự đồng ý của bà Nguyên và ông bà Quang và được sự chuẩn y của ủy ban hai xã Quang Thiện và Kim Định, hôm nay hai bên gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn cho các cháu. Tôi đại diện cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ của các cụ công các bà và các quý khách và toàn thể hội hôn và và toàn thể hội hôn, và tôi xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và chúc một năm mới an khang thịnh vượng. Tôi chỉ đẹp
Xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu ý kiến qua tấm lòng bằng ngọc của vị trưởng đoàn đã đại diện đặc biệt cho đoàn đại biểu của dòng họ gia đình nhà trai chúng tôi ngày hôm nay. Và hôm nay ông xin được chân thành cảm ơn sự nhiệt tình yêu ái của quý vị đại biểu khách quý, quan viên hai họ cùng các chị bạn bè nam thanh nữ tú. Chúng ta đã bớt chút thời gian công việc bằng ngọc về dự ngày cưới của chú rể anh Tuyên và cô dâu anh Hồng. Ông xin được chân thành cảm ơn và xin được ghi nhận những ý kiến, những lời căn dặn của vị trưởng đoàn đã đại diện đặc biệt cho đoàn đại biểu của dòng họ gia đình nhà gái cùng với hôn trường. Và đồng thời ông cũng mong muốn cho tình yêu của chú rể anh Tuyên và cô dâu anh Hồng suốt một cuộc đời sẽ được hạnh phúc, sống mãi yêu thương nhau. Kính thưa quý vị khách quý, có thể nói rằng vui sinh như cánh hoa đào. Ngày hôm nay vâng, cô dâu anh Hồng đã bảo rằng em rất hạnh phúc để bước vào tình yêu. Anh Hồng bảo rằng em mà đã không yêu anh Tuyên thì thôi, chứ yêu tha yêu thiết, yêu cháy ruột cháy lòng. Đêm qua em không ngủ được mà chỉ bồi hồi xao xuyến. Ngày hôm nay 1 giờ rồi mà chưa thấy chú rể sang đón dâu. Cô dâu nhìn thấy chú rể hạnh phúc quá, ôm chặt và buồn bảo rằng anh Tuyên ơi, đón em về mau đi. Chú rể hạnh phúc quá nói rằng em ơi, đêm nào anh nằm anh đợi anh chờ, mà đêm nằm ôm gối anh cứ ngỡ như là ôm em. Trong khuya chênh chết câu thềm, chỉ có 20 ngày nữa đã đến Tết rồi, mà chú rể anh Tuyên của chúng ta mãi cứ mong ngày cưới và đợi như mong tháng ngày. Để rồi tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ hôm nay được hạnh phúc nên duyên. Xin được chúc cho tình yêu của hai em được hạnh phúc, tình thương dạt dào, hôm nay vời vợi trời cao. Và tình yêu của hai em đã được hạnh phúc và đi vào tình yêu. Kính thưa quý vị khách quý, chúng ta nói rằng với cho gia văn nghệ trong buổi chiều ngày hôm nay, Thu Hòa xin tới các quý vị đại quý các khúc thì thầm mùa xuân, chúc cho một năm mới năm 2020 an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn quý vị. Love, love.
ca sĩ Thu Hà một tràng tay thật lớn được không ạ? Vâng, hát thì rất hay, vỗ tay hơi thế. Một lần nữa rằng đặc biệt là chúc cho chú rể, anh Tuyên và cô dâu. Vâng, ngày hôm nay kính thưa quý vị khách quý, đúng là cây đa bến nước con đò xuôi dòng cả bến đã cho tình yêu đồng thắm ngọt ngào của chú rể anh Tuyên và cô dâu Hồng Thắm được hạnh phúc đi vào tình yêu. Trong tình yêu thương con cái bao la, trong tình thương mẫu, anh Tuyên đã bao năm ngày đợi tháng chờ chính thức bước ra hôn trường vòng cưới đón nàng dâu mới để nhập phòng loan. Kính thưa quý vị, cửa phòng hạnh phúc bấy lâu nay mẹ đã đóng kín then cài, nhưng mà ngày hôm nay cửa phòng hạnh phúc mẹ đã mở rộng cửa để đón hai con vào phòng loan. Xin được kính mời quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chúc mừng cho gia đình nhà bà Nguyên ngày hôm nay đã chính thức đón nhận nàng dâu mới nữa vào gia đình ạ. Xin mời mẹ đón con vào phòng loan ạ. Vâng, là thật đúng, để sống bên mẹ chúng con thấy sáng ngời hiển vinh. Xin mời mẹ dẫn con vào phòng loan. Pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thắm mãi bên dàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng độ trắng trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành hôm nay trông chú rể thật lạ